sợ ấy. Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tam Mao TV. Ai cho mình liệu? Mình là Tam Mao à? Hả? Ai? Ôi à, hôm nay ba đi đệ thu thập được một đệ tử cứng là cánh tay phải, một chân vẫn còn đang tìm kiếm cánh tay trái. Vậy ấy đồ tôi đã hôm nay ma đại ca bắt mình ở dưới quán, trong quán một mình mọi người ạ, chẳng có ai chơi cùng sáng nay. Ma đại đệ sẽ làm một món ma đệ thèm pizza. Vừa nãy xem lên YouTube xem ăn pizza ấy, thèm. Hôm nay ma đại đệ quyết định làm món pizza siêu to khổng lồ. Thế. Mày biết làm không? Có. Sửa mày biết làm gì? Bóc ra nhanh lên. Bóc ra nhanh lên. Đi bóc đâu. Ok, bóc. Thế mày bóc cái này đi. Mày bóc cái này đi. Thì tớ thái ra này. Mày cần có bột mì. Bột miến ấy, bột mì đây nhỉ. Chắc là bột mì. Yeah. Ôi, tụi rạch to ra đó. Đấy. Ui xa. Mày ở đây xem YouTube à, thấy người ta làm ấy, cũng biết làm. Để đó. Được rồi. Đây là fan đấy. Fan đến chơi đấy. Nó cũng đòi quay YouTube đấy. Thế là cho nó lên TV. Khoái không? What's the like? Mai đi cắt tóc Tam Mao á? Không cho cắt đâu. Mai mà cắt tóc giống Tam Mao, tao cạo vào đầu. Mọi người biết cái này là gói gì không? Đây này. Gói này là con kangaroo. Gói này hình như là người ta gọi là bột nở, nhưng mà sao chẳng có chữ nở đâu. Mấy cô bán quán mà đây là gói bột nở. Để trái nốt cho vào, cho nó phồng to lên. Siêu to khổng lồ. Ui. Nhìn như là nhiều cứt con mọt hay cứt con rắn rán hay gì ấy nè. Vụn vụn nè. Hay buồn cười ấy. Em rắc vào. Này, mày phụ em cứ lại làm bếp trưởng á. Ui, đưa tay không? Thỏ tay ra. Máy không đứt đấy. Thôi mở gói đâu mọi người ạ. Cho nhiều quả nó phồng to đi. Ăn không hết. Được rồi. Gói này thì nó làm bánh kem phồng. Sau tiếp theo là cho muối mọi người ạ. Trái to to ra. Trái bé quá không rắc được. Trời. Này. Dubai nha. Dubai nha. Trời ơi. Biết làm không? Làm gì? Mày vắt mũi ở trên sạch để làm pizza. Ôi. À, chân phụ hết ấy. Đi vào lấy cho cốc rượu uống ạ. Cho bắt đầu cho dầu ăn mình ạ. Úi xời ơi. Và cho được. Được. Thế rồi. Bắt đầu. Cho cái gì nữa không nhỉ? Ôi, xin một cốc thôi. Đấy. Đặt cốc sữa ra. Thời gian nghỉ ngơi. Không uống à? Uống không? Ngon lắm. Hết giờ. Bắt đầu cho trộn lên á. Hình như là không phải cho gì nữa. Đến đây, cái quan trọng nhất để cũng làm đó chính là nước. Cho nước vào đấy, phải như thế. Rồi, ha ha. Ui,
Đấy, xong rồi bây giờ xìa lên. Đấy. Ui dính. Thế này vào lấy hộ đại ca cái túi bóng mất. Đấy, trời, xài phân một. Bây giờ phan ta mau ấy. Túi bóng ở trong ấy. Lâu đấy nhỉ. Nó kín này cho nó nở ra nở ra một nở. Sa cái này vừa tránh được cả ruồi muối nữa. Kín chưa, trong ít chờ đợi nó nở ra lâu lắm rồi nhỉ, nó tối đùng nhỉ. Xong rồi bắt đầu mình thái xúc xích nha. Ô tô này, ô tô rồi. Xù, như quả núi. Mày nhặt hết mấy cái này ra. Nhặt ra đây cho anh. Cái này để hết trong đây. Kém đi nhỉ. Cái này mà đòi làm phụ bếp. Phụ bếp quá kém. Rồi, để vào đây. Để vào đây. Cả ớt xanh à. Phô mai à. Cửa đây. Ớt chanh gì á? Ớt chanh chứ không phải ớt chanh. Đồ nói ngọng. Thái ra. Sờ. Úi, cái này nở ra này đấy. Nở ra được rồi mọi người ạ. Bây giờ mà Má đệ chê chén lấy cái này nhá. Cho đây clip vào đây nhá. Nướng chín đi xong tí nữa lại dài quá này. Cả thịt này, cà chua này, xúc xích này, phô mai này, ăn chưa, ớt nha, ớt ngọt hả? Chanh chưa? Chanh đâu mà chanh, ớt đây mày ăn thử mà xem. Cay. Bây giờ nó phồng lên này lắm mọi người ạ. Bây giờ nó không biết làm đâu. Kém. Để ở im để mau để làm cho mà ăn. Đấy. Đấy lên xong rồi để nướng như bánh mì ấy mọi người ạ. Nướng như bánh mì. Mì to. Không phải bánh mì nhỏ đâu nha. Bánh mì to lắm. Bánh mì to luôn mà. Tèn đâu rồi? Hai nhà mình úp vào đây rồi. Úp vào đây nướng. Nướng cho nó chín cái bánh này. Tí nữa mày rắc gia vị lên trên ăn phơi. Nghiến là kiểng. Bây giờ mình lấy củi ra. Đi lấy củi đây. Không tí nữa không cho ăn đâu. Xong tí nữa đi lấy thêm củi nữa. Xếp nhiều vào. Ông tí không cho ăn bánh đâu. Anh làm cho đi đâu ấy? Đi làm gì đấy? Nướng bánh. Gì đấy? Nướng bánh. Bánh gì? Bánh à. Mày điên là giữa đường, mày làm nướng giữa đường đấy. Bít tết. Tết cái gì? À cái gì nhỉ? Nướng giữa đường này. Nướng cái gì đây? Em nướng cái bánh mì mà. Cái này phá cái gì à? Anh dở ở nướng pizza. Nướng bánh pizza. Em chưa ra gia vị, nướng chín cái này thì mới cho thịt tiếc vào. Pizza đấy á? Sao mày? Kệ em.
anh nấu, em thì nấu. Bột mì pizza gì cái này? Chả pizza. Em xem trên YouTube xem người ta làm suốt rồi. Làm gì pizza này sao lại úp vào đấy? Úp vào để đốt ở trên. Nấu thế nó mới Dubai. Kém nhỉ. Nấu thế này nó mới Dubai. Thế thì kệ bố mày, mày làm gì làm. Anh đường ơi em đốt cho em. Nhưng mà đốt giữa đường này á? Kệ. Đốt đâu? Đốt đây nó mới Dubai. Tí nữa khách vào làm nào? Khách sang bên kia. Khách đi đường bên ấy. Tao đốt cho mày nhá, nhưng mà nướng cái kiểu này còn chứ là không ăn được đâu. Em cho con thịt tiếc mà cơ. Đó không ăn được đâu. Thịt đó, làm gì có miếng thịt lắm. Em để ở trong. Trông cho vào đấy. Tí nữa chín cái này thì mới cho vào. Ừ, phải vệ cho tất vào vào đấy. Không. Tao còn ra muốn nhóm được là phải cho cái củi nhỏ này lên trên. Anh đi đâu gặp buổi sáng mất em trong quán ấy. Đi gọi là chơi. Nhờ. Em chẳng có ai chơi, em gọi anh này em chơi cùng. Thằng nào đấy? Phan. Mày điên à? Bố mẹ nó tìm chết cha mày. Mẹ nó biết ở đây rồi mà. À đưa cồn đây. Cồn đâu? Cồn ở đằng kia, bên này. Đây, view. Bật lửa. Bật lửa trong ấy. Bật lửa. Chạy vào lấy bật lửa đi. Hay á, đệ cứng ấy. Đệ cứng ấy. Không phải dạng vừa đâu. Không. Nhanh lên. Nhanh lên. Đấy, cứng điện luôn ấy. Đấy. Rồi. Rồi. Đặt lên. Rồi, châm đi. Thôi anh châm đi. Lửa không cần châm. Đấy. Uầy. Rồi. Rồi, xếp củi vào, xếp củi vào, xếp củi vào. Thôi xếp, nhỏ thôi. Thế này nướng tí là chín rồi mà. Sao mày không lấy dơm mới phủ kín luôn? Không, đốt than như. Đấy, kia nhá. Cái sáng bán được cái chưa nào? Bán được rồi. Tiền đâu? Thằng kem hết rồi. Không phải điều kem quán cũng đầy nhá. Hả? Đưa đây. Không. Được tiền đấy. Em bán được quý em chứ. Sao lại vả ra phát ra. Sao anh không ở nhà mà bán? Bán của anh nhá. Ờ đúng rồi. Bán được bao nhiêu? Này. Anh thích bướng không? Đấm luôn. Sợ sợ chưa? Luôn. Sợ vía. Này. Cháy. Anh tin nào đấm anh không? Hộ hộ tao cái. Nó biết vo ấy. Hộ cái đầy chỗ này nhiều đấm, máu. Đấm chỗ này nhiều máu. Đấm. Ai. Thằng này mới tưởng nó về. Thửa đấy. Mày tuyển ở đâu vậy? Đây mày thửa đấy. Thấy chưa? Trời, nó đánh anh luôn đấy. Ai? Đi vào. Ăn mưa vừa đấy mà trông. Em đợi lúc nào nó chín thì thôi. Thôi anh lật ra anh cho cái này vào cho em ơi. Sao lại chứ chín rồi mới cho? Không. Sao lại chín rồi mới cho thế? Cho vào, cho vào nó tiếp. Lại đưa tiếp. Đúng rồi. Điên à? Tại anh không có mấy lò vi sóng ấy. Nhưng mà thế thì nướng kiểu này nó bẩn. Không bẩn đâu, cái này. Nào yên nào. Anh ơi. À. Làm món đấy không? Món gì nhỉ? Hôm mai có một cười ăn cái gì nhỉ? Ăn món ui. Pizza không? Ui lại, lật lật. Ơi. Anh lên đây là được em ơi. Ơi, ôi, 9 9 9 9 9 nào, nào. Vàng luôn. Ôi giời ơi. Ôi. À không biết gì, không biết gì, không biết gì. Rồi về. Cái gắp đâu, cái gắp đâu? Dạ. Em gắp được, em gắp. Tứ. Lật lên. Lật lên á? Anh đi chửi ơi à? Sao phải lật? Cháy rồi. Ai khói quá. Lật lên ở dưới nó chưa chín. Kệ nó. Không phải lật đâu. Yên. Này, chơi này, chơi là cái chắc. Lại. Đâu tôi cái. Em đâu rồi? Đâu cái gì đây? Lật nó. Lật lên à. Nào, 1, 2, 3. Rồi, hay quá, đẹp quá. Sụt. Đây. Tuyệt vời đấy. Nhưng mà, cái gì? Em gắt rồi. Này. Sụt.
em ăn. Thế nào nữa? Ừ. Bên tròn đây. Rồi em ạ. Đi đẹp đây. Mua đồ bếp mau đây đây. Lau vỏ này bẩn thế này. Dạ to. Rồi. Làm hơi bị kinh điển này, em xem trong tivi suốt rồi. Mày ăn thịt cá. Mày rốt lắm. Con tới mày phải lấy cái mâm bé cái chậu to vào. Cái chỗ ở đây không có chậu to. Xong pizza người ta tao thấy sột sệt pizza mày khô điêng này. Tí nữa mày cho phô mai vào chứ. À phô mai nữa à? Ui, mà thịt này em ăn nhá, ngon chưa? Siêu ngon luôn. Rồi mày rắc, mày đổ cả vào. Đổ cả vào. Mày đưa đây, đưa đít. Gạt, gạt. Cho nó đổ thịt ra chứ. Đổ ra đây rồi gạt sau, đều sau. Chứ bắt đầu lại gạt đấy. Đấy, cho nhanh. Nào, đây. À. Ôi. Đấy thì ăn phô mai nha lão ơi. Chua kìa. Ôi, xà xà. Đấy, thế này chả thấy ui nhiều vậy. À, tao chả thấy quả pizza nào của người ta. Ê, nhiều, em thích nhiều, ăn nhân thịt. Nhiều thịt thế này cả. Thế này phải giải lên chứ ấy. Đấy. Em giải đều mà. Mình kiếm đâu phô mai ấy? Phô mai con bò cười ấy. Ừ, điền con bò cười nào đấy. Em thấy người ta bảo là phô mai thì chắc là phô mai đấy. À, cũng cũng ra gì phết đấy. À, cho tương nữa. Ôi, chết mẹ, đáng nhẽ phải cho tương ớt trước chứ. À, cười đấy. Mày, không biết gì cả. Đây, đưa tao cắt ra cho. Phải cho cái... làm gì? Hiện đại rồi, nó tự cắt nhá. Ui dồi ôi. Ui. Được chưa, được chưa? Úp vào. Đấy, cái nồi. À, cái chậu nhìn đẹp luôn nè. Cái lòng này. Cháy hỏng luôn chậu rồi, đẹp cái gì? Nó màu đẹp thế đấy con. Suốt ngày phá. Có ảnh ý. Chỉ tải phá đấy, đốt đi. Đặt lên đi em. À. Gài thang lên nữa. Đốt con nửa thế, chín hẳn luôn rồi nè. Chín thịt là ăn đấy. Món này nghe còn tầm tạ. Tầm tạ. Hơi bị ok. Đốt tất cả trời luôn, ném tất à. Lấy thêm củi đi, vào lấy thêm củi. Ok, củi đây. Được chưa? Được rồi. Kiểu gì cũng được rồi. Này, không mung chín á, chặt đầu em đi. Kinh ngứa đi tao. Dạ thế à? Không chín cứ chặt đầu em đi. Ngon đấy. Em ngửi thấy mùi thơm rồi. Em cho bao nhiêu thịt xúc xích kìa. Ui, này, méo. Để ta tính sơ sơ nhá. Hỏng mất một cái chậu. Này, chậu có được mâm. Mâm nhà. Mâm để đây để ăn cơm mà mày đem ra đến đây à? Vẫn ăn được. Ăn thì cái gì nữa hỏng rồi. Nó chỉ nhuộm màu thôi. Các bạn không nên học theo mao đệ nữa. Hỏng ngon không đấy, được. Không phải dạng vừa đâu. Đó. Ôi, trời. Được. Ai chả, ai chả. Ngon được đấy. Trông giống pizza ra phết rồi. Quá là cấp, quá là cấp. Đấy, quá là. Mày thấy đại ca kinh không? Kinh khủng ấy. Đại ca luôn. Đại nào? Ca luôn đấy. Mày đã. Em là đại ca lớp 12A đấy. Ai không? Hả? À, không, mà cái này không ngon. Không ngon, được. Không cho nữa. Mang vào ăn đi anh ơi. Đi đi, mang vào. Mang vào cho khách thưởng thức luôn. Có khách đâu? Mấy anh ngồi. Có khách mời đến uống chưa mọi người ạ? Sao à? Em thưởng thức trước nhé. Quá được. Tạm được. Quá hoàn hảo nhé. Lấy được kéo không, đi, lấy kéo đi. Nào đi. Sao à? Xin tài quá, xin giới thiệu với mọi người
ô tô là hơi đơn giản. Món kinh điển. Đây là món pizza. Pizza kinh điển. Pizza gì? Đây là pizza gì? Pizza cái gì? Năm củ quả. Đây là món pizza Maggiore. Pizza Maggiore. Đấy. Pizza luôn. Hắn biết làm đấy. Chưa. Biết làm đầu bếp nhưng mà hơi nhom nhem tí. Nhà chưa có. Ấy, ôi bỏng. Nhà chưa có điều kiện mua lò vi sóng. À, đi. Đi, 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 đi. Ai xô. Anh thử ăn món pizza của em không? À, anh khách đến mua sữa nhà mình. Anh có thể giới thiệu chút về bản thân được không? Dạ. À, anh có thể... được. Ra đây. Cho. Hàng này nghe có vẻ... Quách à? Anh ở đâu anh? Em ở trên Tinh Thủy. Không thủy à? Ui xa. Quê đấy nhỉ? Ủa mày chắc ngon lắm mày nhỉ? Đúng. Anh làm từ miếng. À, em nấu hơi bị ngon đấy. Em nấu à? Không phải giọng vừa đâu. Anh tới đây. Lấy cho em cái gì cắt. À. Kéo à? Ấy phải kéo. Lấy giấy ăn để cho bác. Giấy ăn đâu? Đi không có hộp giấy ăn nào à? Nhưng bánh mì đây mà. Vâng, chưa có cả má nhà. Ừ, ăn hết không? Cái gì? Chiều to cầm nhờ ấy. Còn đấy. Quá ngon. Nhưng mà cái này nó cháy nhom nhem quá mình ạ. Vâng, hôm nay mưa bọn em không ra đồng được. Ui cũng dính như kiểu trong tivi ấy nhỉ. Như kiểu phô mai của bà quỷ. Anh đây, em cảm ơn. Phô mai nó dính ghê nhỉ. Thế được ăn trước à? Vâng, anh thử đi. Anh thử trước đây. Cho em miếng. Rồi. Cho em miếng bạn này nè.